Rồi, ngày hôm nay em xin giới thiệu, đây là thằng em họ của ai? Thằng em họ của khủng long con. Đó, nó cũng đến từ Kimiso. Và con này là con 302 Pro. Đó, K302 Pro. Đấy, thì con mic, con này là con loa mà có luôn micro nha anh chị. Bây giờ em mở ra cho anh chị coi thử coi là con này nó ok không nha. Đó, trời ơi, đã lắm mà nghe. Đó, nó có hai miếng mút xốp như thế này nè anh chị. Rồi, đây là cái loa nè. Đó, micro nè, dây sạc nè, đó, dây 3.5 đổ ra nè. Rồi để em lấy cái micro ra cho anh chị coi nha. Đó, mình có một cái micro nhìn rất là chi tiết luôn. Rồi em bỏ cái hộp xuống. Rồi đó, giờ em sẽ khui cái nhân vật chính ra cho anh chị coi nha. À, đó, nhìn thì thật sự là rất là thể thao luôn. Cái này mình đi chơi ngoài trời, mình đi biển đồ này kia, mình cầm là đúng tới luôn nha anh chị. Đấy, rồi bây giờ em mở lên cho anh chị coi nha. Đó, ở đây nè, nó có hiện cái báo pin luôn. Đấy, thứ nhất là vậy. Rồi, bát bút. Đó, để bút cái bát lên nè. Đèn nè, đèn hai bên nè. Đèn thay đổi được bằng nút luôn nè anh chị nhá. Bây giờ em mở nhạc lên cho anh chị trải nghiệm thử. Nghe coi con loa này nghe nhạc nó có hay không. Nó là có micro rồi nè. Giờ mà nghe nhạc là nghe tới trái luôn á. Đó. Đấy, rồi, còn micro. Trời ơi, cho em xin cục pin đi. Đó, để em nhờ bạn hỗ trợ xin cục pin để em gắn vô em test luôn cái micro này cho anh chị nghe thử coi cái chất lượng của nó hả ổn áp không. Rồi em cảm ơn. Đấy, gắn vô nè. Trời ơi, con này là phải nói là đi du lịch là hết sảy luôn. Anh nào mà cầm cái lo này đi ngoài đường tung tăng là nhìn cũng đẹp trai lắm á. Đó, rồi bây giờ em đã gắn pin vô nè. Đó, em đóng lại nè. Đó, bắt micro lên nè. Đấy, thời gian xóa đi những ngày thơ, những điều hồi vẫn như trong giấc mơ, để lại những cơn đau vu vơ chẳng còn bất ngờ. Một mảnh sớm kia em có thấy giữa hồng ngực mình đâu khi nhớ anh, thì đừng gọi khóc hay xiết tay anh nơi em bình yên. Nghe quá đã luôn anh chị ơi. Thiệt sự là cái con micro này nè mà kết hợp với con loa này quá hay luôn. Đó, em nghe là em thấy sướng rồi. Đấy, và bây giờ nè, đó, anh chị nào, con loa này là có tích hợp chống nước luôn, cho nên anh chị đừng lo lắng. Đó, tích hợp chống nước, ở đằng sau gắn được thêm micro nữa luôn nè anh chị. Thấy không, mình lấy cái này của nhà sản xuất chơi nè. Mình muốn luôn bạn gái mình hát chung nữa, gắn một cái mic vô đây được luôn nha anh chị nha. Đó, sạc thì cũng đã làm nâng cấp lên sạc Type C. Đó, thì con loa này có tích hợp chống nước IPX5. Đấy, cho nên là anh chị đừng lo lắng về việc nước đổ vô. Đó, cầm nước đổ vô luôn, không sao cả, thoải mái luôn. Rồi, nếu như anh chị nào quan tâm đến dòng sản phẩm này, liên hệ em ngay nha.